Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Vâng, bây giờ là buổi sáng ở bên California, còn ở bên Việt Nam giờ này chắc cũng khoảng là 10 giờ tối, hơn 10 giờ tối. Vâng, chúng ta quay lại với lại câu chuyện sóng gió gia tộc của gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trải qua bao năm tháng thì cái vụ kiện này cũng vẫn chưa đến hồi kết thúc và câu chuyện sóng gió gia tộc nó cũng còn nhập nhằn với những cái điều phi lý và bất hợp pháp. Ai ở thời này mà cha người ta chết rồi thì tất cả tài sản dĩ nhiên để lại hàng thừa kế thứ nhất, có nghĩa là con cháu của người ta, chứ đâu có lý nào mà em và chú lại tranh giành tài sản với lại một đứa con duy nhất của cố nghệ sĩ, phải không các bạn? Nhưng điều đó đã xảy ra. Nó tạo nên một cái tiền đề mà ở trong xã hội này làm cho chúng ta đều ngờ vực và nghi ngờ lẫn nhau. Nếu chúng ta cho người thân, bà con ai đó ở nhờ, biết đâu sau này họ sẽ đòi nhà thì sao? Nó làm cho trong lòng người của xã hội nó bị hơi nao núng một chút xíu. Vì khi nào chúng ta muốn giúp đỡ cho người thân, chúng ta đều phải suy nghĩ cặn kẽ coi có nên giúp đỡ hay không, ngay cả giúp đỡ chính những đứa em thân của mình, vì chúng ta không biết được tương lai sẽ ra sao và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi, tôi nói nhỡ thôi, sau khi những người mà cho ở nhờ không may qua đời, phải không các bạn? Vâng, có một số ý kiến cho rằng Hồng Loan đã lơ là đến cái vấn đề việc sao kê. Tôi nghĩ thì không đâu. Hồng Loan và Ni vẫn tiếp tục đang âm thầm và thu thập các thông tin cũng như bằng chứng để sao kê. Vì trước khi ra tòa, chúng ta phải có tất cả đầy đủ giấy tờ, bằng chứng để bên kia không thể phản công được. Và hơn nữa, ngay lúc này chúng ta cũng không thể nào công bố những cái bằng chứng mà đang nắm ở trong tay, không các bạn? Tại vì chúng ta phải cẩn thận để không thể mà để cho ở phía bên kia họ trả đòn lại. Tôi nói chỉ là một cái ví dụ mà thôi. Và hơn nữa thì ở trong nội bộ của những người mà đang bên vực cho Hồng Loan á, nó lại tạo ra một cơn sóng là chống đối với nhau. Ở nơi đâu cũng vậy. Nhất là những cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Mới đầu chúng ta vì một cái mục đích có thể tạm gọi thôi là chính nghĩa, rồi chúng ta cùng chung chí hướng với nhau chống lại một cái phía nào đó, rồi sau đó chống qua chống lại, rồi một hồi cái chúng ta không có đồng ý kiến với nhau, không đồng hành cùng với con đường, bây giờ lại song song với nhau thì chúng ta lại chống với nhau, chống riết rồi có ngày chống gậy bây giờ. Nồi da sáo thịt, nội bộ lại không có cái những ngày tháng mà nó vui vẻ với nhau như ngày xưa nữa. Tôi cũng mong rằng tất cả hãy bình tĩnh. Và nếu mà chúng ta chọn con đường đã ủng hộ cho Hồng Loan thì chúng ta nên ủng hộ cho Hồng Loan dầu bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn mà chúng ta không ủng hộ nữa thì chúng ta nên dừng lại và tìm một cái drama khác, hoặc là chúng ta tìm một cái đề tài khác, chứ không nên mà chống đối với nhau, rồi bêm với nhau, rồi có những cái câu mà không hay với nhau, phải không các bạn ha? Theo tôi nghĩ là như thế, còn các bạn thì nghĩ như thế nào? Để lại những lời bình luận nha. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Tại vì ý của tôi nói là không lẽ cứ gà nhà mà bôi mặt đá nhau, không các bạn? Bây giờ chúng ta đọc lại những lời chia sẻ của khán giả. Bạn chia sẻ thông tin: em mới tập làm YouTube vì thấy anh lên có khán giả yêu thương từ vụ Hồ Văn Cường, vừa nói ra được hết suy nghĩ của mình về drama, vừa có người bình luận đọc nó vui vui, nhưng mà cũng có khi buồn buồn lắm, tại vì có nhiều người không hiểu mình đó, hoặc là chúng ta cùng đi một con đường nhưng lại trong đó lại có cái những
con đường khúc thiệu quanh co, rồi ngã ba, ngã tư, ngã sáu, rồi có những chỗ bùng binh nữa. Nhưng làm không dễ như là em tưởng, làm một clip tốn biết bao nhiêu thời gian mà lên thì lại ít ai xem. Nhưng tụi Antifa thì rảnh ghê, chắc nó vô nghe một chút rồi chửi ghê lắm. Em đọc nhiều cái họ chửi mà em phì cười, giống như là họ tự chửi họ mà thôi. Bữa đã thấy anh về vui vẻ hơn vì đi với chị, mai mốt về anh rủ chị đi theo, lớn tuổi rồi cài nhiều cũng không giàu nổi, chứ mai mốt có tiền mà không có sức khỏe để đi. Vâng, cảm ơn em chia sẻ thông tin. Chắc em thấy bữa hổm mà anh về Việt Nam cùng đi với lại chị nhà hả? Vâng, rất là vui. Về Việt Nam thì mình thăm quê hương, thăm cha mẹ, thăm bà con, cô bác, rồi đi thăm xóm giềng, rồi từng ngõ hẻm, rồi đi về dưới quê, rồi đi lại những cái chỗ ăn uống thân quen, những chiếc xe ổ bánh mì mà đã từng năm tháng ở vẫn ở nơi đó, thì gặp lại rất là vui. Mình còn hơi tiếc là khi mình sắp sửa về rồi mình không có thể trở lại cái khu Bào Cát, chợ Bào Cát để gặp chị bán bánh mì ở nơi đó. Tại vì chị có nói rằng trước khi về nên ghé chị, tại vì có chút món quà cho dành cho hai cháu trai. Tại vì hai cháu này bây giờ hình thì còn nhỏ, nhưng mà bây giờ hai cháu ấy 20 mấy tuổi rồi, hai cháu rất thích ăn bánh mì của cái chị ấy. Nhưng mà mình không có thời gian để quay lại. Thôi lần sau đi, năm sau mình về rồi ghé thăm chị nữa. Vâng, em nói đúng đó. Bây giờ thì đã hết tuổi rồi, mình trải qua phong ba bão táp cài bao nhiêu năm tháng rồi, cũng có lên cũng có xuống, cũng lên voi cũng xuống chó, cũng thành công rực rỡ rồi cũng thất bại ê chề. Đó là những cái trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống mà khi mà thành công mà chúng ta không biết giữ á, thì nó sẽ trôi hết. Thường thường ra đời làm ăn, ông trời cho mình 10 năm. Nếu mà mình dựng nghiệp là 10 năm, coi mình có dựng nghiệp được hay không. Qua được 10 năm dựng nghiệp rồi thì mình sẽ phất tới luôn. Mà trong 10 năm đó mình cứ thao túng tâm lý, hay hoặc là mình làm ăn nó bệ sệ, thì nó sẽ không được cái cơ hội nữa đâu. Anh để ý là những người mà bắt đầu ra đời làm ăn thì ông trời thường thường mà cho chúng ta 10 năm để giữ nghiệp. Và cảm ơn em chia sẻ thông tin thật là nhiều nha. Có một bạn tên là Viên Ninh. Chào anh Cali Sài Gòn và Duy Nguyễn, thì có nói một câu rất là ngắn gọn: bánh tét, chửi ve chó quá chừng luôn. Vâng, cái mấy cái vụ mà chửi thì mình ít có nghe lắm các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình chỉ chia sẻ thông tin và cập nhật những cái gì mà nó có tích cực mà thôi. Võ Thị Ánh, anh ơi không biết chừng nào mới kết thúc cái câu chuyện này. Những cái vấn đề mà kiện tụng mà xóa tòa về tranh chấp tài sản đó các bạn, bất động sản nó kéo dài lâu lắm, cái này là dân sự, nhiều khi kéo dài tới mấy năm luôn nữa. Ở bên Mỹ nó cũng có xảy ra những cái chuyện tranh chấp, nhiều khi nó kéo dài hàng 3-4 năm trời. Nhưng mà không phải cái vấn đề mà cô với chú tranh giành tài sản với lại người con. Bạn Thuyền Hoa thì có những cái lời bình luận như thế này: anh ơi, ít người đăng ký với những YouTube nhỏ thì tiền không nhiều và làm drama theo đúng mục đích ban đầu, chứ không phải có nhiều kênh lớn, giống như là những cái kênh lớn đó các bạn. Những cái kênh lớn thì rất là nhiều người theo dõi, và khi mà họ nói cái gì đó thì có nhiều fan họ hưởng ứng, và nhiều khi họ đồng tình với lại những người đó, tại vì họ thích xem. Ai cũng có một cái YouTuber riêng của mình, ai cũng có một cái idol của mình, ai cũng có những cái nhân vật mà mình thần tượng. Những YouTuber lớn sống bám theo drama và không có lương tâm và cũng ngáo quyền lực nhằm thao túng drama vì thấy Hồng Loan thân cô thấy cô bị ức hiếp bởi người trong gia đình.
nhưng không đạt được mục đích, họ lại quay xe theo kế hoạch và dẫn dắt dư luận và kéo fan. Một người có mấy kênh và một ngày có mấy live với số lượng đăng ký rất là đông, vì lúc đầu khán giả nghĩ họ ủng hộ cho Hồng Loan nên số lượng đăng ký rất là nhiều. Thật sự ra nói ủng hộ Hồng Loan đó các bạn, thì chúng ta cũng nên nói lại ngược lại, thì cá sống nhờ nước và nước phải sống nhờ có cá, là như vậy. Ủng hộ Hồng Loan là tốt, nhưng mà trong khi đó nếu mà đi theo cái drama Hồng Loan này thì các bạn cũng có kế sinh nhai. Nói thật một câu thì nói nhiều khi nó mình nói lời thật thì mất lòng chứ. Mấy chục YouTuber, mấy trăm YouTuber ở Việt Nam sống nhờ cái drama này rất nhiều. Theo các tìm hiểu á, thì các bạn cứ dòm xem đi. 1.000 người xem, 1.000 người xem ha, thì các bạn được ở bên Việt Nam được 70 xu hoặc 80 xu. 10.000 người xem thì các bạn được 7-8 đô. 100.000 người xem thì các bạn được 7-80 đô. Thì quý vị khán giả cứ lấy một cái bất cứ cái kênh nào cũng được ở Việt Nam mà làm theo cái drama này á. Rồi các bạn coi theo một cái video clip có bao nhiêu người xem, mấy chục ngàn người xem, rồi cộng tổng cộng lại. Hay là các bạn vô cái kênh của người ta đó là coi được mấy triệu người xem, mấy chục triệu người xem, thì các bạn đã tính ra được số tiền rồi. Cho nên tôi muốn nói đây là ủng hộ Hồng Loan thì là cái tốt rồi, nhưng mà những YouTuber cũng có cái lợi. Nhất là những cái kênh lớn các bạn, họ kiếm rất là nhiều tiền. Mấy chục triệu là tiền bình thường, họ kiếm nhiều khi một tháng tới mấy trăm triệu luôn. Thử ra vừa ủng hộ Hồng Loan mà vừa có tiền, vừa có kế sinh nhai để chăm sóc gia đình thì quá tốt rồi, còn gì nữa không các bạn ha. Bọn họ dần gài đưa luật sư gì đó vô drama này, gắn cái mác miễn phí để dễ dàng dẫn dắt dư luận, được độc quyền của tin làm bá chủ trong drama này. Nhưng sai lầm của họ là khán giả phần đông rất thông minh, chỉ còn lại một số bị dắt mũi mà thôi. Bọn họ vì lợi ích mà đến, chứ đừng nói là yêu thương ai gì hết nữa. Bọn kênh kênh đang dùng nick ảo công kích khắp nơi mà họ không làm gì mà quay lại bêm những người ủng hộ Hồng Loan. Và hiện tại là họ bêm luôn cả ba anh em Hồng Loan, và họ cũng không tha. Rồi bêm luôn cả luật sư Ngọc. Vậy hỏi yêu thương dữ chưa? Còn luật sư gì đó thì không giữ đạo đức nghề nghiệp, không bảo mật thông tin cho thân chủ, trái lại lại đưa thông tin cho đồng bọn của ông. Cái này thì cái này là chỉ ý kiến một chiều thôi các bạn ha, chứ mình chưa có cái bằng chứng gì hết. Đọc thì chia sẻ đến các bạn, nhưng chúng ta cũng phải bình tĩnh và chúng ta phải coi phải đúng gì không. Trái lại đưa thông tin cho đồng bọn của ổng, chính miệng ông luật sư này nói dừng việc sao kê, rồi lại quay lại cho thời hạn Hồng Loan phải ký hợp đồng sao kê với ổng. Mà mọi việc đều phải thông qua bọn này. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào? Bọn họ đã biết câu trả lời là Hồng Loan sẽ không ký vì ông không đủ uy tín để giữ thông tin cho người đưa chứng cứ. Và đó cũng là đề tài mới để họ viết bài kiếm tiền tiếp. Rồi họ lại mượn tay khán giả để tẩy chay Hồng Loan. Bọn họ là những người chăn bò dắt mũi, rất nhiều con bò. Thật là .. cái chữ này thì hơi nặng, thực ra mình không có đọc các bạn ha. Và đó cũng là cơ hội cho bọn kền và ve tát nước theo mưa. Điển hình là Lê Tính cũng bị tấn công. Thay vì Lê Tính, hãy đứng trung lập và hãy vì bảo vệ con gái duy nhất của cố nghệ sĩ và cứ đi theo đường ổng đi trước là được rồi. Đừng có theo ai hết và cũng đừng có bêm những người mà đang ủng hộ Hồng Loan. Đó là như vậy. Theo tôi biết thì Lê Tính cũng là một trong những người mà bên Nhật cho Hồng Loan, ủng hộ cho Hồng Loan tới giờ phút này. Và nghệ sĩ Lê Tính
Thì sau một thời gian đóng Facebook và bây giờ thì Linh Tế cũng trở lại rồi. Linh Tế có nghĩa là Lê Tính đó các bạn. Bạn này thì ở hải ngoại cũng vui vui, cũng là một danh hài. Cho nên những cái ngòi bút của Lê Tính thì rất sắc bén và đôi lúc cũng có hài hước ở trong đó. Minh Trí Trần, tài sản của cha của người ta để lại cho con, nếu muốn chia tài sản trừ khi cô Sáu có tên trong hộ khẩu mới được chia, còn không ở trong hộ khẩu thì miễn bàn, nhưng cũng chưa chắc gì các bạn. Tên trong hộ khẩu cũng không được, chỉ có di chúc thì mới được. Enzo Diệp, cảm ơn ông lắm, nhiều lần thuyết trình quá hay, nói đúng tất cả về câu chuyện của cố nghệ sĩ ưu tú Phụ Linh và con gái. Những lời phát biểu của ông trầm ngâm nhẹ nhàng, tôi nghe đau nhói trong tim và tôi quá xúc động. Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống và tôi đã khóc thật nhiều. Cảm ơn chị Angel Diệp ha. Những lời mà của chị nói ra thì tôi cũng thấy rằng là chị xuất phát từ trái tim của mình, ngưỡng mộ, kính trọng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và từ đó cho nên chị cũng ủng hộ cho Hồng Loan, ủng hộ những cái gì mà thuộc về người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ. Bạn Diệp Ly, Ly là chữ L-I-I đó các bạn. Nếu như chia tài sản cho bà Sáu Bào thì luật pháp Việt Nam đúng là luật rừng. Hoàng Phi, nếu tòa án xử cho bà ta thắng kiện thì pháp luật năm nay sẽ viết như thế nào đây? Có nghĩa là người ta sẽ soạn lại một cái dự luật khác nữa các bạn ha. Ý quan này là như vậy. Bình Thiên Thoại thì có viết như thế này: theo tôi thì cũng nên chia cho mẹ con Cám một phần, là cái phần căn nhà T30 vào đó mà để suy ngẫm. Mới đầu tôi tưởng là bạn này đồng ý là chia, nhưng mà cái câu sau nó lại trái ngược với câu trước. Bạn Ngô Văn Nam hả? Tòa án công lý hay là ly công tòa án, hay đa kim ngân phá luật một cái gì đó TTBNL rồi hai là anh B Phở là Nguyễn Phương Hằng hả? Do tài sản nghệ sĩ Vũ Linh cha để lại cho con mà anh em được quyền chia, nếu vậy sau này nhân nghĩa giải lộn làm cho người ta nên nhớ, luật nhân quả là cao viễn, xuất cổ kim chẳng lọt một ai, A Di Đà Phật. Một bạn ở nước ngoài dùng chữ là user thì có bình luận như thế này: anh nói Hồng Loan là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh là quả chính xác anh ạ. Những lời anh phân tích hôm nay là hay lắm, cũng là để nhiều khán giả cũng đồng tình với anh nhiều lắm rồi. Tôi cũng là khán giả xem và nghe những lời phân tích có lợi hay ý nghĩa, vì có tiếng nói chung, vì yêu thương mà đến nha anh. Luôn chúc sức khỏe anh. Mong anh nhìn rõ về chuyện gia đình Hồng Loan để giúp ba anh em Hồng Loan, Thành Mỹ và Bùm Bùm, vì ba anh em của họ cũng đều mồ côi. Bùm Bùm thì không có mồ côi, nhưng mà bị người cha từ vì nghe lời của mẹ kế thì giống như là mồ côi đi. Vâng, thương cho ba anh em của họ, bây giờ họ đùm bọc lẫn nhau. Thật ra nếu mà ai đó cứ nghĩ rằng một tay che trời hay là dùng những cái thuật ngữ của lời nói để chia rẽ anh em họ rồi bem anh em họ không nên. Tại vì chúng ta là người ở ngoài cuộc, chúng ta không phải người trong kẹt, cho nên chúng ta không có hiểu rõ cái sự đau khổ, sự buồn của Hồng Loan, Thành Mỹ. Hồng Loan thì mồ côi cha mẹ rồi,
một cô mẹ từ nhỏ rồi. Thanh Mỹ bây giờ cũng một cô cha mẹ rồi. Còn Bùm Bùm thì cũng có khác gì đâu. Tuy rằng cha còn sống đó nhưng mà có khác gì đâu. Cái đau khổ là chúng ta không có người thân bên cạnh. Và chúng ta lại có cha, có mẹ, có anh em, có bà con, cô bác, có nhiều người thân. Mà khi mà vào cái drama này chúng ta ủng hộ cho Hồng Loan, rồi sau này thì Phật ý rồi chúng ta lại bêm họ, thì tôi thấy nó, mình không nên ha các bạn ha. Thôi chúng ta hãy ủng hộ và mong rằng họ có một cái cuộc sống bình yên đi. Minh Trí Trần: chính Hồng Loan yêu cầu tòa ở Phú Nhuận chuyển lên tòa án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, mới đầu thì mình cũng tưởng là tòa án Phú Nhuận chuyển hồ sơ của Hồng Loan lên trên. Nhưng mà có nhiều người bạn thì không đồng tình, thì nói rằng ông không biết gì hết, tòa án chuyển lên chứ Hồng Loan đâu có chuyển lên. Nhưng mà theo thông tin thì rất nhiều người nói rằng là chính Hồng Loan yêu cầu ở Phú Nhuận chuyển lên tòa án cấp cao hơn. Bạn Nguyễn Cúc: không có người nào có quyền hủy giấy khai sinh của Hồng Loan hết. Tôi nói ông tòa án cũng vậy, cũng không có quyền hủy khai sinh của Hồng Loan. Chứ đừng nói chi là bà Sáu Nhung, tôi ủng hộ cho Hồng Loan. Bạn Như Kim: Hồng Loan nói lúc chú còn sống á, không ai dám nói con nuôi hay con ruột gì cả. Mà mẹ con của bên kia nó vì tiền mà phản lại anh mình với cậu mình, ghê thật. Nhìn mặt người cô chưa tiếp xúc là đã thấy chữ ác hiện lên trên mặt rồi. Nếu không phải là con ruột, ổng đem vô sổ gia đình. Có một clip mọi người nghi Vũ Linh là con ruột tại khán giả thấy giống như là Vũ Linh. Anh có nói anh chỉ có một đứa con gái mà thôi. Vâng, thì lúc đó thì Hữu Quốc phỏng vấn Vũ Linh ở trên khán đài đó, khán sân khấu, thì Vũ Linh có nói rằng Vũ Linh chỉ là con nuôi mà thôi, còn Vũ Linh chỉ có một đứa con gái duy nhất. À, một bạn tên là User ở ngoại quốc có viết, tại vì mình không biết là người Đài Loan hay Hàn Quốc hay gì các bạn, họ chỉ để là User thôi. Nhà đất ô tô và tất cả tài sản khác cha mất để lại cho con không liên quan đến em gái và cháu. Em cháu không có quyền bất cứ một thứ gì của Hồng Loan. Đòi như vậy là những kẻ có tâm thần cần phải đi chữa bệnh khẩn cấp. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về câu chuyện sóng gió gia tộc của Hồng Loan. Và ai nấy đều mong rằng cái câu chuyện này kết thúc sớm, đúng các bạn ha. Chứ kéo dài thì tôi thấy nó không có lợi cho Hồng Loan, bất lợi cho Hồng Loan rất nhiều. Tại vì càng kéo dài tôi thấy rằng ở trong nội bộ lại hiềm khích với nhau rất nhiều. Mong rằng các anh em hãy vui vẻ. Ví dụ chúng ta không thích nhau cũng không cần bèm với nhau, vậy thôi. Và mong rằng Hồng Loan sẽ được cha Vũ Linh phù hộ để phát triển nghề nghiệp kinh tế cũng như là nghệ thuật sân khấu của mình, để có thêm kinh tế giúp đỡ cho các em của mình như là Bùm Bùm nè, Thành Mỹ nè ha, rồi những người thân mà Hồng Loan cần giúp đỡ cũng như để chăm sóc năm đứa con của mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nếu thấy thông tin này hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye.